Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi phần tổng hợp những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS vào ngày 31 tháng 1, Đại tá Vitaly Kiselev, chuyên gia quân sự thuộc lực lượng dân quân ly khai Lukas, cho biết Nga đang giao tranh ác liệt quanh Bakhmut nhằm khép gọng kìm bao vây thành phố này. Theo đại tá Vitali Kiselev, những cuộc giao tranh khốc liệt vẫn đang tiếp tục diễn ra tại khu vực thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Các nhóm quân đang khép cổng kìm quanh thành phố và tiếp cận Chasovia. Mục tiêu là tiêu diệt pháo binh và bộ binh Ukraine triển khai từ Chasovia, Kramatovsk và Slavyansk, cũng như làm gián đoạn tuyến hậu cần của đối phương. Đại tá Kisel'ev cho rằng hoạt động tác chiến quanh Bakhmut do tập đoàn quốc phòng tư nhân Wagner của Nga đảm nhận và họ sẽ không vội vàng tấn công vào nội thành. Lực lượng này hiện đã áp sát tuyến đường huyết mạch nối Sob-ia với Bakhmut. Các đất tuyến đường này đang được coi là nhiệm vụ trọng tâm của quân đội Nga và đồng minh, do đây là đường tiếp viện đạn dược, vũ khí, lương thực và thuốc men chính cho Bakhmut. Pháo binh và không quân Nga đang tiến hành các đòn đánh chính xác vào vị trí đối phương. Cũng theo ông Kiselev, các chỉ huy quân đội Ukraine đang nỗ lực thuyết phục Tổng thống Volodymyr Zelensky rút bớt lực lượng phòng thủ khỏi trào lửa ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, quyết định này vẫn đang được xem xét. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát làng Blahodadne nằm ở phía bắc Bát Mút thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt nhất trong những tuần gần đây. Hiện giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến phát biểu của Tổng thống Croatia Zoran Milanovic về việc Crimea sẽ không bao giờ trở lại với sự kiểm soát của Ukraine. Ukraine đã có phản ứng dữ dội cho rằng đó là một sự sỉ nhục với sự thống nhất lãnh thổ của nước này. Tổng thống Croatia Zoran Milanovic đã khiến Kyiv giận dữ khi cho rằng bán đảo Crimea sẽ không bao giờ thuộc về Ukraine. Nhận định trên nền tảng mạng xã hội Facebook ngày 31 tháng 1, người phát ngôn bộ ngoại giao Ukraine Oleksiy Nikolenko cho biết những bình luận của ông Milanovic là không thể chấp nhận được và đó là một sự sỉ nhục với sự nỗ lực thống nhất lãnh thổ của nước này. Trước đó, trong một phát biểu vào ngày 30 tháng 1, Tổng thống Croatia tuyên bố rằng rõ ràng là Crimea sẽ không bao giờ là một phần của Ukraine. Ông cũng từng nhận định cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine là ngày tận thế và gọi những hỗ trợ của phương Tây cho Kiev không giúp ích gì mà chỉ gây ra khổ sở cho người dân nước này. Từ lâu, ông đã có lập trường chỉ trích hướng tiếp cận của phương Tây với Nga và cho rằng chính hướng tiếp cận đó đã thúc đẩy Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine thưa quý vị mới đây ông kirilo budanov giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng ukraine đã chia sẻ với tờ the washington post của mỹ về việc nga sẽ tiếp tục gặp vấn đề cho đến khi nước này rút khỏi ukraine và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của ukraine Ông Grilo Budanov được bổ nhiệm làm giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine vào năm 2020 khi ông mới 34 tuổi. Một người thân cận với ông Budanov tiết lộ rằng đã có ít nhất 10 vụ ám sát nhằm vào nhân vật này. Đến nay, ông Budanov vẫn là một mục tiêu nhắm tới của phía Nga, bởi sau vụ tấn công cầu Krum hồi đầu tháng 10 năm 2022, Moscow đã chỉ đích danh cơ quan tình báo Ukraine là tác giả, người thực hiện, người đặt hàng, hành vi tấn công khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng cực kỳ quan trọng của nước Nga. Trong chia sẻ với The Washington Post vào ngày 31 tháng 1 vừa qua, ông Budanov đã từ chối xác nhận việc Nga chỉ đích danh Ukraine đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea hồi tháng 10 năm 2022 và nhằm vào các sân bay quân sự ở sâu bên trong lãnh thổ Nga hồi tháng 12 năm 2022 là đúng hay không. Tuy vậy, ông đưa ra cảnh báo rằng sẽ còn có nhiều cuộc tấn công kiểu đó và Nga sẽ tiếp tục gặp vấn đề cho đến khi nước này rút khỏi Ukraine và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cũng cho biết, hiện Kiev có người gài chất nổ trên lãnh thổ Nga, đồng thời ám chỉ về khả năng xảy ra một chuỗi tấn công khủng bố ở nước này trong thời gian tới. Ông cũng cảnh báo Điện Kremlin rằng, có những cộng tác viên người ukraine ở giữa họ và họ là những người rất dễ làm việc cùng ukraine phải làm mọi cách để đảm bảo rằng crimea sẽ trở về nhà vào mùa hè và bác bỏ những ý kiến cho rằng moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu quân đội của kiev tiến đến bán đảo này Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 31 tháng 1, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã kêu gọi NATO vượt qua làn ranh đỏ bằng cách cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa cho Kiev để tăng cường nỗ lực phòng thủ chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Cụ thể, Tổng thống Litva cho rằng máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa là viện trợ quân sự thiết yếu và ở giai đoạn quan trọng này của cuộc chiến, khi bước ngoặt sắp xảy ra, điều quan trọng là NATO phải hành động không chậm trễ ông đã nhìn thấy nhiều làn danh đỏ không do NATO vạch ra. Chính Nga mới đang cố gắng vạch ra chúng. Ông cũng đưa ra những khen ngợi về những lần NATO đã vượt qua làn danh đỏ của Nga, như bật đèn xanh cho việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Trước nhận định của Tổng thống Litva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã có phản hồi cho rằng các nước Baltic và Ba Lan dường như đang chuẩn bị làm mọi thứ để khiêu khích nhiều sự đối đầu hơn và có lẽ không cân nhắc đến hậu quả. Thật đáng buồn khi những quốc gia đầu tàu của châu Âu không hành động để cân bằng ảnh hưởng. Trước đó, các nước NATO đã khẳng định sẽ kiềm chế trong hỗ trợ quân sự cho Ukraine để tránh bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, ngày càng nhiều hệ thống vũ khí hiện đại hơn được cung cấp cho Kiev trong xung đột. Litva là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất việc trang bị vũ khí cho Ukraine. Máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa là những đề nghị hỗ trợ tiếp theo của Kiev sau khi phương Tây nhất trí cung cấp cho nước này xe tăng hồi đầu tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh triển khai chiến dịch quân sự tấn công Ukraine bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Chiến dịch này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phương Tây. Sau đó, để hạn chế nguồn tài chính của Nga, hàng loạt các nước phương Tây đã có động thái áp giá trần với nhiên liệu hóa thạch của Nga. Mới đây, chính phủ Nga đã công bố nghị định các thủ tục thực hiện sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin về đáp trả trần giá dầu và các sản phẩm dầu do phương Tây áp đặt. Theo nghị định của chính phủ Nga công bố trên cổng thông tin pháp lý, đến ngày 1 tháng 3 năm 2023, với sự nhất trí của Bộ Tài chính, Bộ Năng lượng sẽ phê duyệt thủ tục giám sát giá dầu của Nga cung cấp cho xuất khẩu. Các cá nhân, pháp nhân xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga sẽ phải giám sát việc không áp dụng giá trần đối với người mua cuối cùng. Trong nghị định cũng nêu rõ, nếu cơ quan hải quan khi khai báo hàng hóa phát hiện áp trần giá thì việc vận chuyển hàng hóa qua đường sắt của Nga và các đường ống Transnet từ Nga đến các quốc gia thuộc liên minh kinh tế Á Âu sẽ bị cấm. Trước đó, lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu EU đối với dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng đường biển đã có hiệu lực từ ngày mùng 5 tháng 12 năm 2022. Đồng thời, các quốc gia trong nhóm G7, Australia và Liên minh châu Âu EU áp đặt trần giá đối với dầu của Nga ở mức là 60 đô la Mỹ trên mỗi thùng. Dự kiến từ ngày 5 tháng 2 năm 2023, biện pháp tương tự sẽ có hiệu lực đối với các sản phẩm dầu nhưng vẫn chưa xác định được mức giá tối đa. Bộ Tài chính của Mỹ cũng đã công bố trong tháng 1 vừa qua về việc Washington và các đồng minh sẽ đặt ra hai mức giá trần cho các sản phẩm dầu mỏ của Nga, tùy vào chủng loại. Ngoài ra, vào tháng 3, Liên minh phương Tây dự định xem xét lại trần giá đối với dầu của Nga đã thiết lập ở mức là 60 đô la Mỹ trên mỗi thùng. Trước động thái của các quốc gia phương Tây, ngày 27 tháng 12 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh về các biện pháp đáp trả đối với trần giá dầu do phương Tây áp đặt. Xác lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 và có giá trị đến ngày 1 tháng 7 năm 2023 theo đó cấm cung cấp dầu theo các hợp đồng, trong đó quy định trực tiếp hoặc gián tiếp việc sử dụng cơ chế trần giá. Đối với các sản phẩm dầu, thời gian sẽ được chính phủ Nga xác định. Thưa quý vị và thông tin. Chiến sự ngày 343, Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Nga bảo vệ lãnh thổ. Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận người dân ở một số khu vực của Nga giáp Ukraine cũng như bán đảo Crimea đang phải đối mặt với những vấn đề rất nghiêm trọng. Ông Putin đặt ra yêu cầu cho quân đội Nga. Tổng thống Putin ngày 1 tháng 2 yêu cầu quân đội Nga phải ngăn chặn việc bắn phá các khu vực của Nga từ lãnh thổ Ukraine, khi phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ về việc khôi phục nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị phá hủy ở các vùng phía tây nam nước Nga giáp với Ukraine. Tất nhiên, nhiệm vụ đầu tiên là ngăn chặn khả năng bị pháo kích, nhưng đây là công việc của quân đội, ông Putin nói trong bài phát biểu đăng trên website của Điện Kremlin. Ukraine không thừa nhận đứng sau các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, nhưng mô tả đây là hệ quả của việc Moscow tấn công các thành phố trên khắp Ukraine khiến người dân mất điện và nước trong mùa đông giá rét. Ông Putin cho hay các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk của Nga, cũng như Crimea, nơi mà Nga đã đơn phương sáp nhập từ năm 2014 từ Ukraine, là những nơi có nhà cửa bị hư hại hoặc phá hủy. Ông cho biết người dân đang phải đối mặt với những vấn đề rất nghiêm trọng và việc sửa chữa cũng như bồi thường là cần thiết. Mỹ trừng phạt cá nhân thực thể giúp Nga né trừng phạt Mỹ ngày 1 tháng 2 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 22 cá nhân và thực thể ở nhiều quốc gia mà Washington cáo buộc có liên quan tới mạng lưới toàn cầu giúp Nga né lệnh cấm vận. Theo Bộ Tài chính Mỹ, động thái này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhắm vào các mạng lưới né cấm vận trên khắp thế giới và hạn chế khả năng tiếp cận của Nga đối với nguồn tiền cần thiết cho chiến dịch tại Ukraine. Hành động hôm 1 tháng 2 nhắm vào một mạng lưới né cấm vận mà Bộ Tài chính Mỹ cho biết do Nga và tay buôn khí tài cư trú tại SIP tên là Igor Zimenkov đứng đầu. Theo đó, mạng lưới này đã tham gia vào các dự án liên quan tới khả năng phòng thủ của Nga bao gồm việc cung cấp các thiết bị công nghệ cao sau khi xung đột nga ukraine bùng nổ washington cũng cáo buộc một số thành viên của mạng lưới hỗ trợ các đơn vị quốc phòng của nga vốn nằm trong danh sách trừng phạt tuyên bố đáng chú ý từ belarus Belarus ngày 1 tháng 2 cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tự kiểm soát các hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Nga cung cấp sau khi hoàn thành khóa huấn luyện ở Nga cũng như các cuộc tập trận trên đất liền. Các lực lượng Nga đã sử dụng Belarus làm bàn đạp cho cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái nhưng đã thất bại. Hàng loạt hoạt động quân sự chung ở Belarus gần đây đã làm dấy lên suy đoán rằng Moscow có thể dựa vào Minsk trong giai đoạn sắp tới của cuộc xung đột nga ukraine cá buộc mà Minsk đã bác bỏ. Thủ tướng Israel sẵn sàng làm trung gian hòa giải Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 31 tháng 1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói sau khi chiến sự bùng phát, ông từng đề nghị được đóng vai trò trung gian hòa giải không chính thức nhưng chưa làm được vì khi đó còn ở phe đối lập tại Israel Giờ đây, sau khi quay trở lại cương vị lãnh đạo, ông sẵn sàng thực hiện vai trò nếu được các bên trong xung đột và Mỹ đề nghị. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu cho biết đang cân nhắc khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine. Chúng tôi chắc chắn đang cân nhắc việc đó, ông Netanyahu nói với CNN sau khi được hỏi có tính viện trợ các khí tài như hệ thống phòng không Iron Dome cho Ukraine hay không. Ukraine sắp nhận thêm khí tài khủng. Theo Reuters, Cố vấn cấp cao Mikhail Polyak của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1 tháng 2 cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành nhằm mua tên lửa tầm xa và máy bay tấn công từ các đối tác nước ngoài để giúp đẩy lùi lực lượng Nga. Mỗi giai đoạn của xung đột đều cần một số loại khí tài nhất định, vì vậy đã có một liên minh cung cấp xe tăng, hậu cần, huấn luyện cung cấp. Đã có các cuộc đàm phán về tên lửa tầm xa và cung cấp máy bay tấn công, ông Poloniak cho biết trên Twitter. Trước đó, hai quan chức Mỹ ngày 31 tháng 1 cho biết Washington đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 2 tỷ đô cho Ukraine. Đáp lại, Điện Kremlin ngày 1 tháng 2 nói rằng các tên lửa tầm xa được cho là có trong gói viện trợ quân sự sắp tới từ Mỹ cho Ukraine sẽ leo thang cuộc xung đột nhưng không làm thay đổi hướng đi của nó. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói với các phóng viên rằng Tổng thống Putin không có kế hoạch hội đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Bác bút bị bao vây Hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, ông Vitaly Kiselev, chuyên gia quân sự từ Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng, nói rằng các lực lượng thân Nga đã bao vây thành phố Bác bút trên ba mặt trận. Mút thực tế đã bị bao vây từ ba phía, một cuộc đánh bật kẻ thù đang được tiến hành, ông Kiselev nói. Trong đó, báo cáo tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, những ngày gần đây, một số cuộc pháo kích dữ dội nhất cho cuộc xung đột đã diễn ra dọc theo sông Dnipro. Ngoài ra, đài truyền hình nhà nước Sputnik của Ukraine ngày 1 tháng 2 nói rằng bán đảo Kinburn, một giải đất nhô ra từ phía nam của tỉnh Kherson trên tả ngạn sông Dnipro, nằm trong vùng xám, không có quân đội Ukraine hay Nga kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ ông Zelensky nói tình hình miền đông Ukraine ngày càng khó khăn. Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đang đẩy mạnh tiến công ở tỉnh Donetsk, khiến tình hình trở nên khó khăn với quân đội Ukraine. Chúng tôi đã ghi nhận đối phương tăng cường rõ rệt chiến dịch tấn công ở mặt trận miền đông, tình hình ngày càng trở nên khó khăn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu tối ngày 1 tháng 2, nói thêm rằng lực lượng Nga đang tìm cách giành lợi thế trước thời điểm tròn một năm chiến sự bùng phát. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia trước đó thông báo giao tranh dữ dội đang diễn ra ở nhiều khu vực tại Donetsk khi Moscow tìm cách kiểm soát tại các khu vực gần Liman, thành phố trọng điểm về hậu cần, được lực lượng của Kiev giành lại hồi tháng 10 năm 2022. Đối phương đang cố gắng mở rộng mũi tiến công trên hướng Liman và thực hiện nhiều đợt tập kích mạnh mẽ nhằm trong thủng phòng tuyến Ukraine. Họ cũng duy trì chiến dịch tiến công tại khu vực Bakhmut, Adivka, Novopublica, bất chấp thiệt hại nặng nề, Thứ trưởng Malia nói thêm. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin Nga đã tìm cách kiểm soát Bakhmut trong nhiều tháng qua với một số cuộc giao tranh ác liệt nhất tại vùng Donbass. Bộ Quốc phòng Nga hôm 30 tháng 1 tuyên bố bắt đầu mở đợt tiến công Ukraine, thành phố nằm ở phía nam Bakhmut, chiếm nhiều vị trí thuận lợi và gây thiệt hại với lữ đoàn xe tăng số 1 của Ukraine. Tình báo Anh cho biết lực lượng Nga tiến hành các đợt tấn công xung quanh Ukraine, Pavlivka nhằm mở trục tiến công mới ở tỉnh Donetsk. Vitaly Kiselev, đại tá dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng Hôm 1 tháng 2 nói rằng, lực lượng Nga đang giao tranh ác liệt quanh Bangbút nhằm khép còng kìm bao vây thành phố này, nhận định các chỉ huy chiến trường và lãnh đạo quân đội Ukraine đang cố thuyết phục Tổng thống Zelensky ra lệnh rút lực lượng khỏi Bangbút. Ông Erdogan gửi xe tăng cho Kiev không giải quyết được xung đột Ukraine Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vừa nhấn mạnh rằng việc phương Tây gửi xe tăng cho Ukraine sẽ không giải quyết được xung đột vũ trang và bước đi mạo hiểm này chỉ đặc biệt có lợi cho các ông trùm khí tài. Trả lời phỏng vấn của kênh TRT vào hôm 2 tháng 2, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng việc phương Tây cung cấp khí tài, bao gồm xe tăng cho Kiev, sẽ không mang lại giải pháp cho xung đột Ukraine. Ông bày tỏ chúng tôi mong các nước phương Tây ủng hộ lời kêu gọi của chúng tôi về đàm phán giữa Ukraine và Nga. Đề cập tới việc tăng cường cung cấp khí tài cho Kiev, ông Erdogan nhấn mạnh rằng bước đi bảo hiểm này chỉ đặc biệt có lợi cho các ông trùm khí tài. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng việc cung cấp khí tài cho Ukraine có thể tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán trong tương lai. Ngày 25 tháng 1, Mỹ cam kết gửi 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams cho Ukraine. Cùng ngày, Đức khẳng định sẽ chuyển giao 14 xe tăng Leopard 2A6 cho Ukraine và đồng ý để các nước khác tái xuất khẩu các xe tăng Leopard cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết xe tăng loại này sẽ được gửi tới Ukraine trước cuối tháng 3. Các nước như Na Uy, Slovakia, Anh, Ba Lan và Pháp cũng đã cam kết cung cấp cho Ukraine các xe tăng do phương Tây sản xuất. Kiev kỳ vọng nhận lô đầu tiên gồm tới 140 xe tăng gửi từ 12 nước phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov nói rằng căng thẳng liên quan tới ukraine đang gia tăng do quyết định của washington và áp lực của mỹ lên các nước khác